Rồi, chào tất cả anh em với shop bộ tùng Trần Đạt anh em nhá. Thì số điện thoại của mình 0915 434 973 nha anh em. Shop bộ tùng Trần Đạt chuyên cung cấp các loại phụ tùng zin theo xe Dreamway Future nha anh em. Thì hôm nay giới thiệu anh em một cái chương trình sale off mới bên mình đầu năm, phục phụ trợ 110, phục sau phụ trợ 110 nha anh em. Bình thường bán giá 4500, hôm nay bán giá 350 cho anh em nha. Ở đây thì có hai cặp, bốn, một cặp, hai cặp, ba cặp, bốn cặp, 5 cặp, 6 cặp, 7 cặp, 8 cặp, 9 cặp nha. Nãy là có 10 cặp mà có khách tới nhà lấy mất cặp rồi. Thì có 9 cặp ở đây. 9 cặp thuộc phụ trợ 1 110. Đấy thì giá mình để cho anh em nhanh gọn đầu năm, lì xì cho anh em đầu năm. Giá 350 một cặp. Bao cho anh em phụ zin. Bao cho anh em phụ zin. Còn êm nha. Anh em cái giá này thì anh em chúng ta không phải lo nghĩ rồi. Phục thì anh em sẽ mua về anh em, một anh em chúng ta có thể gắn vô xe chở hàng hoặc anh em có thể thay thế cho những cái phuộc lô ở nhà anh em nha, bao ok luôn. Đấy thì tình trạng là bao cho anh em là phuộc là ti zin, ống zin, rồi ống zin, ti zin, chân zin ha, chúng ta về là còn nhún êm. Đấy giá 350 một cặp nha. Thì anh em nào chúng ta có nhu cầu liên hệ với Đạt nha. Cái hàng này thì nó hết từ trước Tết rồi cho nên là bây giờ có lại, tại vì hôm bữa mình mới đã được thêm mấy chục chiếc xe nữa thì nó có, thì số lượng cũng rất là có hạn. Thì anh em là chúng ta có nhu cầu liên hệ với Đạt nha. Hình thức thì cái này nó chỉ ở mức trung bình khá thôi, tại vì cái giá rất là rẻ, thì nó chỉ chưa bằng cả phục lô của giả, cả phục nhái của phụ trợ 1 đó. Thì anh em là chúng ta cần thì anh em liên hệ với Đạt nha. Bao cho anh em phục đang còn nhún nha, chứ không phải là phục mà nó đã bị sượng nha, nó vẫn còn nhún rất là ngon. Đấy thì những anh em nào chúng ta cần liên hệ với Đạt nha. Giá 350 một cặp. Ở đây có 9 cặp. Anh em nào nhanh tay thì còn, chậm tay thì anh em đợi đợt sau nhá. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Hẹn gặp em những clip tiếp theo nhá.